nhớ đôi môi của em, nhớ đôi vai hoàng hôn nơi ta từng quen. Có một người yêu em như anh đã.
một ngày mùa đông. Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy, chắc còn chờ mong. Và thời gian đã nhuốm màu trên ta, nhưng giờ mình khác xưa, đôi nếp nhăn đầu mùa. Giờ thôi xao xuyến nhưng còn bâng khuâng như chuyện vừa đây. Chuyện thời thương mến chi bằng đàn tay, hôn vội vài giây. Và rồi ta cũng có niềm chia phôi, mất ngàn ngày để vui. Nhưng đã qua cả rồi, khi vui hãng nhớ. Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì. Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương, đã vẫn vương rồi như sương. Một hôm mai xa, để rồi nghĩ đến ta đau nhẹ tánh giữa trái tim. Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên. Và nhìn lại xem ta đang hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay. Có khi bước không chung đường vậy lại hay.
Tại vì sao em hay nói đi, hay vì anh vô tâm hững hờ nên vô tình đành mất hai ta. Rất khó để đến với nhau, đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Mình thử cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói đến tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhớ yêu lại từ đâu. Trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Mình thử cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn nhớ sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhớ. Mình thật chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Mình thử cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn nhớ sẽ quay trở về, thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đâu.
mắt không rơi. Sau này ta sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta. Khách mời lần này thực sự là một làn gió mới, một hiện tượng mới mà các bạn Gen Z hiện tại đang rất là yêu thích. Em học đàn guitar từ năm lớp 7, sáng tác ca khúc đầu tay năm lớp 10. Hiếu bán hàng online để làm nhạc. Người tạo cảm hứng thì ở Việt Nam mình có Tú Đen Vâu và anh sử dụng MTP. Hiện tại mình có đang yêu ai không? Hiện tại thì Hiếu đang trong quá trình tìm hiểu. Cứ tìm hiểu thôi mà nó vui. Lúc nào cũng fresh, lúc nào cũng cảm giác mới mẻ. Mới mẻ nào thì cũng ngọt ngào. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây thôi.